này, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Tuyệt đỉnh vẫn đang điên cuồng dùng hai tay đào tuyết. Đột nhiên, thỏ tai điện phát ra tiếng kêu chói tai, tỏ vẻ gấp gáp. Tuyệt đỉnh ngẩng đầu nhìn lên lớp tuyết dày đặc, chỉ thấy từ lớp tuyết không xa có dòng máu nóng hổi đang rỉ ra. Tuyệt đỉnh vội vàng bò lăn, lao về phía đó. Cậu vội vã dùng đôi bàn tay đầy vết nứt nẻ vì lạnh giá tiếp tục đào lớp tuyết dày cứng. Ngay sau đó, Tuyệt đỉnh nhìn thấy một cánh tay trắng nõn nà. Cậu cố gắng dùng hết sức lực kéo cơ thể Thánh Quang Thiên Sứ ra khỏi lớp tuyết. Chỉ thấy Thánh Quang Thiên Sứ hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đầy vết máu và yên lặng. Đôi cánh thánh quang sau lưng cô ấy đã biến mất, cơ thể tàn tạ không còn một chút sức sống. Phó Lên, là lỗi của tôi không nên hấp tấp như vậy, không nên nóng vội để em đột phá giới hạn. Lúc này, trong lòng Tuyệt đỉnh tràn đầy sự hối hận và đau đớn. Vốn dĩ việc đột phá giới hạn đã có nguy hiểm cực lớn, chưa kể viên ma thú tinh thạch đó còn ẩn chứa một cỗ hỏa diễm tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, đã vượt qua cấp bậc hiện tại của Phơ Lên. Đối với Thánh Quang Thiên Sứ mà nói, đây là một lần liều mạng để tăng cường sức mạnh. Bỗng nhiên, Tuyệt đỉnh cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Thánh Quang Thiên Sứ không biết từ lúc nào đã mở mắt. Cô ấy khẽ đưa tay ra, lòng bàn tay chạm vào má Tuyệt đỉnh. Phơ Lên, em. Tuyệt đỉnh cũng liền cảm nhận được, lòng bàn tay của Phơ Lên đã khôi phục lại nhiệt độ vốn có. Những vết thương và vết máu trên người cô cũng dần dần biến mất. Dưới ánh hoàng hôn, cơ thể Thánh Quang Thiên Sứ dần dần tỏa sáng, rồi nhanh chóng hóa thành vô số ánh sáng bay lượn. Tuyệt đỉnh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy vô số ánh sáng hội tụ thành một dòng sông uốn lượn, chảy về một đầu của phi hồ. Lúc này, trên bầu trời, một bóng hình thướt tha ẩn hiện. Dần dần, bóng hình ấy trở nên càng lúc càng rõ ràng. Đó là một thiên sứ đang tắm mình trong ánh sáng thánh khiết. Trên lưng cô là bốn cánh ánh sáng dài khoảng 3 mét, vừa ai phong, vừa thanh thoát thánh khiết, lớp rêu vàng nhẹ nhàng khắc họa những ký tự cổ xưa và thần bí. Dưới lớp áo giáp là đôi chân dài miên man trắng như tuyết, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Cô dẫm lên trận pháp ánh sáng thất tinh liên châu. Điều duy nhất không thay đổi chính là dung nhan khuynh thành của cô, gương mặt tuyệt mỹ như thiên thần, thân hình ma quỷ bốc lửa. Đây chính là thiên sứ Phơ Lên đã đột phá thành công, tiến hóa thành hình thái mới. Thấy cảnh này, Tuyệt đỉnh cô vùng vui sướng, mắt ma thần lập tức được kích hoạt. Bảng thông tin hoàn toàn mới của Phơ Lên cũng xuất hiện trước mắt Tuyệt đỉnh. Tên: bốn cánh thánh quang thiên sứ, cấp bậc: thể trưởng thành, huyết mạch: thiên sứ, phẩm chất huyết mạch: cấp thần thoại, thiên phú 1, thánh quang thủ hộ, loại bỏ hiệu ứng bất lợi từ kẻ địch, cung cấp lá chắn thánh quang cho bản thân và đồng minh. Thiên phú 2, tinh thần chi lực, có thể sử dụng sức mạnh của thập nhị cung hoàng đạo và các tròng sao khác, có tỷ lệ thấp kích hoạt được hiệu ứng siêu bạo kích gấp 10 lần. Thiên phú 3, tinh thần dấu ấn, gây sát thương lên kẻ địch, có thể đánh dấu hiệu ứng trăng lưỡi liềm lên đầu kẻ địch, làm mới thời gian hồi chiêu của thánh quang tinh thần trảm. Thuộc tính: hệ thiên sứ, hệ phi hành, hệ thánh quang. Độ trung thành: 100. Kỹ năng: kỹ năng 1, quang kiếm thập tự trảm, vung hai thanh kiếm cùng lúc, chém ra kiếm khí hình chữ thập, gây sát thương bạo kích gấp 3 lần lên kẻ địch trong vùng ảnh hưởng, đồng thời cộng dồn số lớp lá chắn thánh quang cho bản thân và đồng minh. Kỹ năng 2, lưu quang kiếm trận, vỗ hai cánh, giải phóng kiếm trận thánh quang hình lông vũ. Số lượng quang kiếm hiện tại: 188 tia kiếm quang, gây sát thương trên diện rộng. Kỹ năng 3, thánh quang tinh thần trảm, dịch chuyển tức thời với tốc độ ánh sáng đến trước mặt kẻ địch bị đánh dấu, đồng thời gây sát thương, chém lên tất cả kẻ địch trên đường di chuyển. Kỹ năng 4, tinh quang nhất kích, hấp thụ tinh thần chi lực, tung ra một cú đá vào một kẻ địch, 100% kích hoạt sát thương bạo kích gấp 10 lần. Con đường tiến hóa: thánh quang thiên sứ, 4 cánh thánh quang thiên sứ đến, 6 cánh thánh thiên sứ, 8 cánh thánh nữ thiên sứ, 10 cánh thánh sứ nữ vương, 12 cánh xí thiên sứ. Sở thích: hấp thụ ánh trăng, ở bên cạnh chủ nhân. Xem xong bảng thông tin phức tạp, Tuyệt đỉnh vui như mở cờ trong bụng, rồi nhảy cẫng lên hoan hô. Thành công rồi, thành công rồi. Lúc này, bốn cánh thánh quang thiên sứ chậm rãi hạ xuống. Cô quỳ một gối trước mặt Tuyệt đỉnh. Lần đột phá này, tuy nguy hiểm nhưng đã thành công. Cô đã vượt qua giới hạn, tiến hóa thành bốn cánh thánh quang thiên sứ, đồng thời dung hợp cả tinh thần chi lực, là ngọc thú hệ thiên sứ với phẩm chất huyết mạch thần thoại, cộng thêm huyết mạch và tinh thần chi lực. Tiềm lực của Phơ Lê bây giờ đã không thể diễn tả bằng lời. Tương lai nhất định có thể trưởng thành, một mình chống lại những đối thủ mạnh mẽ của nhà vô địch. Lúc này, Tuyệt đỉnh nhào tới, ôm chầm lấy bốn cánh thánh quang thiên sứ. Trong mắt cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, cảm giác như mất đi người thân như vậy. Tuyệt đỉnh không bao giờ muốn trải qua lần nữa. Tuy thiên sứ này chỉ là một ngọc thú, nhưng cô đã cùng cậu nhiều lần vào sinh ra tử, đều được Tuyệt đỉnh xem như người thân. Bốn cánh thánh quang thiên sứ so với trước đây càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Cho dù là lớp giáp vàng nặng nề cũng không thể che giấu được thân hình hoàn mỹ ấy. Phơ Lên, vết thương của em có phải bị viêm nhiễm nặng thêm rồi không? Mau cởi giáp ra để tôi xem vết thương cho em. Tuyệt đỉnh vẻ mặt nghiêm túc hỏi về vết thương của thánh quang thiên sứ. Nhưng mà thỏ tai điện bắt đầu biểu môi lải nhải, lừa gạt một thiên sứ thuần khiết như vậy, chủ nhân người thật sự là tạo nghiệp mà. Nghe Tuyệt đỉnh hỏi, bốn cánh thánh quang thiên sứ dùng ý niệm viết xuống nền tuyết những dòng chữ ngoằn ngoèo. Phơ Lê à, ta có thể ăn nói lung tung, nhưng chủ nhân không nói bậy đâu, ta là chính nhân quân tử mà. Lúc này, địa ngục u minh sói lén lút đảo mắt. Này này Hắc Phong, vừa rồi ngươi đảo mắt phải không?
Hắc Phong, ngươi có giỏi thì đừng chạy, xem ta có đánh chết ngươi hay không. Dưới ánh hoàng hôn, thiếu niên và ngọc thú của cậu ấy rượt đuổi lấy nhau, khung cảnh ồn ào ấm áp không ngừng vang vọng trong thung lũng băng giá.